Chào mừng các bạn quay trở lại với chủ đề con cua bố mẹ các bạn, tức là cua sinh sản đó. Thì ở video trước là tôi có quay chia sẻ với các bạn là con cua nó đã đẻ và nó đang ôm trứng đó. Thì hôm nay tôi sẽ bắt riêng những con cua này ra và nuôi nó với một chế độ nó cao hơn, chế độ dinh dưỡng cao hơn. Thì những con cua này là tôi mới lọc ra được là khoảng 4 con các bạn, bắt được 4 con nó đang mang mang trứng đó. Thì trong đây là những con cua nó đang mang trứng để tôi mở cho các bạn xem đó. Khi mà con cua nó mang trứng các bạn, nó rất là hung các bạn. Để tôi đặt cái máy quay xuống. Đây. Đây là con cua nó đang mang trứng các bạn nhé. Các bạn thấy chưa? Ví dụ một con như vậy các bạn biết như vậy được rồi. Thì sẵn tiện đây là tôi cũng dùng con dế các bạn. Thì hồi nãy là tôi cũng có video là dọn vệ sinh chuồng dế các bạn. Thì chúng ta có một lượng dế chết, dế bị tật, dế gãy cánh, đủ các kiểu hết các bạn. Thì tôi sẽ mang vào đây làm thức ăn cho con cua này, của bố mẹ này. Thì chúng ta bỏ vào như vậy. Thì bỏ vào thì chưa chắc là con cua nó ăn liền các bạn. Thì của bố mẹ nó, cua mà nó mang trứng thì là con cua nó rất là cẩn thận, rất là hung. Cho nên là khả năng là nó ăn liền thì chúng ta chưa thấy được cái cảnh ăn liền. Nhưng mà tôi muốn nói với các bạn là dế là một con vật nó rất là nhiều đạm, rất là nhiều vitamin. Việc mà chúng ta ứng dụng con dế làm thức ăn cho con cua, kể cả là cua bố mẹ, cua thương phẩm cũng vậy, thì tôi nghĩ là hoàn toàn là có thể nó giúp cho con cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho con cua nó phát triển tốt. Thì khi mà chúng ta nuôi cua sinh sản thì các bạn nên lưu ý là khi mà chúng ta phát hiện con cua nó có trứng các bạn, thì chúng ta cần nên phải bắt riêng nó ra, nuôi nó ở một chế độ khác để tránh làm cái việc mà con cua nó nở trứng thì nó sẽ nhả con tùm lum, tức là nó sẽ đó. Các bạn có thấy không, có một con cua nó bắt đầu nó gặm rồi, nó bắt được con dế rồi các bạn. Chung là nó cũng chưa có thực sự ăn con dế này lắm. Thì nhưng mà tôi nghĩ là khi mà chúng ta để thả tự nhiên, đừng có quay trực tiếp, thì khả năng là con dế này, con cua này sẽ ăn con dế đó. Thì như vậy đó, thì tôi muốn chia sẻ với các bạn là khi mà cua bố mẹ nó bắt đầu sinh sản thì chúng ta tiến hành kiểm tra khoảng tầm 20 ngày. Thì chúng ta tiến hành kiểm tra những cái con cua cái. Chúng ta thì kiểm tra bằng cách là chúng ta bắt từng con và khơi cái mai của nó ra, khơi dưới bụng nó ra, để biết được là con nào có trứng, con nào có không có trứng các bạn. Chứ còn không có cách nào mà để nhận biết bằng mắt thường mà chúng ta có thể nhìn được thấy con này nó đang mang thai, mang trứng hoặc là không mang trứng được. Thì chỉ có cách đó mà thôi. Thì tới ngày hôm nay là
con cua nó đã sinh sản, cua đã sinh sản, thì việc mà chúng ta nuôi con cua đồng với cái mô hình tự nhiên nhân tạo thì tôi nghĩ là hoàn toàn rất khả thi các bạn. Khi mà cua mà nó đẻ được như thế này, chúng ta ấm con tốt, nó ấm con tốt thì chúng ta hoàn toàn có một cái nguồn nguồn giống để chúng ta tái đàn hoặc là chúng ta nhân rộng mô hình lên, đó là hoàn toàn khả thi các bạn nhé. Thì tôi muốn qua chia sẻ với các bạn, nếu như ở quê các bạn có cua đồng thì các bạn chịu khó đi bắt ngoài đồng về nuôi, nuôi thử đi. Chứ tôi nuôi tới thời điểm hiện tại là coi như là từ con cua con thì nó cũng đã lớn lên to bằng hơn ngón tay tay cái rồi, có những con to hơn ngón tay cái rồi. Và con cua bố mẹ tôi bắt về tôi nuôi, sau một thời gian nó cũng đã sinh sản rồi, thì đó là một kết quả mà tôi từng quay chia sẻ cho các bạn biết. Thì cho nên là tôi luôn luôn ủng hộ các bạn, nếu như các bạn có ở quê hương các bạn có cua đồng thì các bạn có thể bắt về nuôi. Và thứ hai nữa, các bạn nào mà có một nguồn thức ăn cho con cua đồng, thứ nhất là cá tạp, thứ hai nữa là ốc bươu vàng, thứ ba nữa là các bạn nuôi được những con dế, con ruồi lính đen hoặc là con trùng quế, thì tôi nghĩ các bạn việc ứng dụng những cái con vật đó vào trong con cua thì hoàn toàn là khả thi các bạn nhé, hoàn toàn là có thể đó. Cho nên là tôi muốn chia sẻ với các bạn như vậy. Thì tạm thời là tôi sẽ quay chia sẻ cho các bạn biết được là việc nuôi cua nó cũng có những cái khó khăn và có những cái thách thức đối với chúng ta. Thì nuôi con nào thì nó cũng có cái khó khăn của con đó các bạn. Cho nên là việc chúng ta chịu khó để mà rút ra được một cái kinh nghiệm nuôi cái con chúng ta yêu thích này đó. Đó là cái vấn đề mà tôi muốn quay chia sẻ với các bạn. Thì do công việc của tôi nó cũng khá là nhiều các bạn, cho nên là để mà tập trung được mà một con thì con này thì nó phải mất con kia vì một mình mà. Cho nên là tôi sẽ làm những cái mô hình nhỏ thí nghiệm đi trước để cho các bạn tham khảo. Đó. Thì cua đồng thì các bạn biết rồi, có những thời điểm giá của con cua đồng nó lên rất là cao các bạn, thậm chí là 100.000 một ký lận, 100.000 một ký cua đồng. Đó, các bạn thử nghĩ đi, 100.000 một ký cua đồng thì chúng ta nuôi, nếu như chúng ta nuôi được cái con cua này thì tôi nghĩ là khả năng nó cho kinh tế cực kỳ cao. Đó, kinh tế rất là tốt. Đó. Con cua bố mẹ này nó không đói hay sao các bạn, sao nó tôi thấy nó chưa có ăn, thì thôi chúng ta cứ để đại như vậy. Chứ con cua mà tôi đang nuôi nè, ở trong cái ao kia là tôi thả vào nó ăn ghê lắm các bạn. Thì trong video này muốn chia sẻ với các bạn nội dung chính là, thứ nhất là tóm lại là chúng ta cần sau 20 ngày thả cua bố mẹ thì nó tự động nó giao phối, thì chúng ta lúc đó chúng ta bắt đầu kiểm tra những con cua cái để coi những con nào mà nó ôm trứng thì chúng ta tách riêng nó ra để nuôi với một một môi trường, một chế độ dinh dưỡng khác để tránh làm ảnh hưởng đến cái quá trình ôm trứng của con cua bố mẹ. Và thứ hai nữa, chúng ta ứng dụng con dế vào trong trong thức ăn cho con cua bố mẹ.
Đó là hai cái vấn đề chủ chốt trong video này. Và thứ ba nữa là tôi muốn nhắn với các bạn rằng là nếu như các bạn có những cái mô hình như nuôi dế, nuôi trùng quế, hoặc là nuôi ruồi lến đen, hoặc là có một cái nguồn thức ăn tạm cá đồng hoặc là ốc bươu vàng gì đó, thì các bạn có thể hoàn toàn nuôi được con cua đồng đó. Thì đó là trong video này muốn chia sẻ với các bạn như vậy. Thì bạn nào mà chưa xem những video về quá trình nuôi cua của tôi thì ở cuối màn hình tôi có để cái danh sách phát, thì các bạn vào đó tìm hiểu tất tần tật những gì mà từ lúc tôi bắt đầu cho tới hiện tại để các bạn được hiểu rõ hơn. Thì bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bạn nào cảm thấy thích video này thì đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ cho Hợp nhé. Thì bây giờ Hợp xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye các bạn.